Xin chào mọi người nha, hôm nay mình xử lý ca điều trị tủy nha cho bệnh nhân 40 tuổi. Chị thấy đỡ đau chưa? Dạ đau. Lúc nãy chị thấy đau? Đau, lúc mình tiêm á. Không, cái lúc chưa làm. À, lúc chưa làm thì đau. Giờ thấy đỡ hơn thế nào? Vâng, giờ đỡ. Cứ thả lỏng thì nhé. Quá trình làm nếu mình đau thì cho nó nhẹ hơn. Bởi mình đau thì được cho làm. Đó, mình cũng xem được. Đúng không? Thả lỏng thì được. Đau. Nói chung là đau mà như bình thường thì hôm qua thì nó cũng hơn tí. Không, bây giờ nó bây giờ đang không có cái ngày hôm qua nhưng mà kia còn cụ thể bây giờ đang là cũng hơi đau, thấy đau nhiều rồi. Đau nó ấy, nhìn lại, nó đau thôi. Đừng có sợ, đau mà nói cũng đau thôi, không có gì để sợ rồi. Không không nhổ răng đâu chú nha. Đau lắm. Đau.
giờ đang làm cho chị hay là làm theo bước của chị? Mấy lâu nay làm chị cũng đau đó. Đấy, phải nói thật với chị là như thế. Em tự làm thế cũng không đau lắm. Cái bữa nào làm em biết ở đây chị đang làm với em này. Cũng đau. Đấy, đau thì phải nói với em để em xử lý hết đau. Đấy, quá trình ấy, mình trao đổi quá trình rồi chị đồng ý làm cái nào thế nào đấy. Còn chị không đồng ý làm cái nào thì mình không làm cái đấy. Nên thoải mái là như vậy. Đúng bình, không? Bình tiêm lắm. Từ lúc nãy giờ đang tiêm cho chị chứ không phải là không tiêm đâu. Thì có thấy đau không? Từ lúc nãy tiêm cho chị có thấy đau không? Đấy, tiêm cho chị mà chị không biết là tiêm hay không tiêm nên chị cứ bảo chị sợ tiêm. Đúng không? Quá trình để làm thì cứ thoải mái đi. Những cái bước nào làm thì em sẽ trao đổi với chị. Chẳng hạn như cái răng này đang điều trị này, ở chị điều trị như cái răng này, chị đồng ý điều trị này, chị làm chị này. Ở cái răng kia nhổ này, chị đồng ý nhổ này, con nhổ này không đồng ý thì thôi này. Đúng không? Chứ còn em đâu phải là cứ thích là làm cái này làm lên thang lên kia đâu. Đau cuối tay. Đấy nha, quá trình làm cái nào trao đổi với chị cái đấy. Đấy cho thoải mái. Không phải là cứ thích là làm không? Em đâu có muốn làm thế, đúng không? Cứ thả lỏng bình thường. Đau mà nói. Đau thôi. Phải là làm nhưng chị đau đâu mà chị cứ phải tâm lý làm gì. Thì lúc nãy là làm không đau mình cứ thả lỏng bình thường. Đau nói không đau thôi, cái gì mà căng thẳng là đấy. Em làm thì tất cả là sẽ có cái vấn đề ở đây mình cảm thấy, nhưng mà vấn đề nó không đau cũng kệ. Còn em đau thì nói đơn giản vậy thôi mà, để cho mình cho một cái hướng thoải mái. Chào lão, không đau nhất gì cả. Rồi chị xuống miệng ngay đi. Đau hay không là do mình hết. Vì sao? Vì cái tâm lý của mình không đau mà mình cứ sợ đau thì trở nên là nó đau sao? Đau rồi. Đúng không? Còn nếu mà đau thì nói đau. Để làm gì để xử lý cho nó không còn đau nữa. Đau. Giờ thì thấy có đau? Đau. Giờ đang đau không? Đau, đau tai không? Đau để xử lý cho nó đau. Thank you.
Mẹ chú không làm thế này nó đau đi, mẹ đau lắm. Hả? Giờ không đau bờ nè. Tí mình nhờ chú coi tắm riêng với tí mình nhờ. Nhưng mà chú làm danh cho nó đau như giờ đấy. Chứ mà đau như nãy nó không chịu được đâu. Nha, cái này này. Thank you.
mùi tẩy nhỉ. Lên cái điện cho bằng ngân cái điện thoại với bạn gọi ở cái biển số nào
răng mọi buồn quá. Răng này nó không đau. Nhưng mà khi mình chích chấp mà mình nó máu đấy. Nó không đau. Nó không đau nhưng mà nó chích chấp mà là nó chích máu đấy. Mọi bộ kê nha. Sau này nó răng nó sẽ gan và xương hàm, nhưng mà nếu để cho đảm bảo thì bọc lại nó sẽ được lâu dài, còn nếu bọc lại sau này nó sẽ mục dần, nó mục nhưng mà lết tùy đã cũng mục mà thì nó phải mục, chứ sau này nó là cái răng chết. Nhưng mà nếu mà mục ở sau này nó làm được không hay làm nó là hư không? Nó đã mục dần đi thì sau này nó vỡ dần, nó giống như miếng đa, nó rất chỉ là giòn rồi nó vỡ mục dần sau đó. Thì cho nên những cái trường hợp khi điều trị xong là mọi người đã thay tư vấn người ta mọc lại, bởi vì quá nhiều cái nhiễm khuẩn nó vào, nó vào dần dần, chứ mình mọc là nhanh thì để bảo vệ cái răng nó không bị mọc đi. Hàn vào nó chỉ là gì, cho là ổn định cái vấn đề mình không bị đóng nứt nữa. Sau này nó sẽ mọc dần. Vì sao mình không có gì để bảo vệ nó đâu? Đúng không? Nhưng mà nếu mà bọc vào thì bọc mà mài nó mòn lắm nhỉ, nó mòn hết răng nhỉ. Thì phải hiểu thế này, như mọi người làm thôi, quá trình làm mài đi thì cho nó mòn hết răng. Nhưng mà có ăn được, có nhai, có nước được không? Như kiểu cắn kẹp đồ cứng được không? Tất nhiên là ăn uống vẫn được, nhưng mà mình hạn chế, tránh tình trạng là gì? Thì nó không bị cắn, không bị vỡ đi. Nếu có gì mà ở tôi có răng rồi thì cứ ăn bình thường. Cho mình bọc á. Đúng rồi. Thì trời thực tế đó bọc nó bao nhiêu tiền một cái? Nó rẻ nhất là 1 triệu một cái. Sao cho đổi chị em? Rẻ nhất. Nó được lâu không? Lâu là do mình ấy. Tức là mình giữ gì được lâu thì nó cho mình được lâu. Mình giữ gì thì ăn đủ nhiều thì nó hết hảo. Mình cũng tốt thì mình làm rồi. Tắt tiền lên. Đấy, không có nhiều không khác thì mình được rồi. Nó là rẻ nhất là thứ chúng ta. Và nó có hoài thì mình được 1 năm. Đấy, mình ăn uống bình thường. Giờ chưa có nên mình đang có lương rồi. Ở đây quá trình chúng ta đang điều chỉnh cái răng để cho ổn định. Nếu chưa nói đến 15 thì có lương rồi chứ chắc đã mọc được. Có răng nước chứ. Bởi vì cái thời gian mình đang điều chỉnh làm gì đã điều chỉnh xong đâu. Có không được làm liền là không được tuần sau làm nữa mà. Không phải tùy thuộc cái răng bạn hôm nay điều chỉnh gì này. Nếu theo cái chúng tốt lên đấy thì mình cứ thế làm, có khả năng sớm hơn là 15 mình đã làm xong rồi. Mấy trường hợp mà viêm sinh cũng phải luôn trên cái phần rồi là cái nang ở dưới chân răng ấy, thì bây giờ mình gõ ra điều trị rồi thì nói nó bất công hơn đấy, chứ không phải là đơn giản không chỉ dày yếu này. Một cái bệnh chẳng hạn bệnh viêm rất dạ dày đi, quá trình điều trị ở theo xu hướng là mình uống thuốc ngày 3 lần sáng trưa và tối trong khoảng thời gian 1 tháng là nó khỏi, đấy là xu hướng tốt lên. Nhưng mà nếu 1 tháng uống mà nó không khỏi, cái xu hướng của nó bị rét, thậm chí nó không ổn định hoặc là nó chỉ giảm mức độ thôi, bắt buộc mình phải xử lý phần sâu hơn chứ, đúng không? Rồi răng cái tiền nhất là 1 triệu à? Vâng, thế đấy, đấy là ý đang nói chỉ dễ hiểu về lúc mà điều trị cái răng này. Theo xu hướng tốt lên, chẳng hạn đi, khoảng 10 ngày là xong. Nhưng mà nếu như mà 10 ngày đấy mà mình điều trị mà nó không ổn định, điều trị ổn định rồi, vệ sinh sạch sẽ, nhưng mà dưới chân răng cái nang đấy thì là gì, thì mình phải là gì, phải tháo ra và điều trị nó còn lâu hơn, điều trị tiêu cái nang sau đó mình làm hàn lại. Thế bây giờ cái nang đang còn lù lù đấy, mình hàn lại về thì sưng lên thì cũng không ăn nữa đấy, nên mình cần điều trị là nó phải ổn định và bảo là thế. Xu hướng là như kiểu mà cái này mà như kiểu mình chồng, như kiểu mà bác chị vừa nói này là 3 cái đó. Cái này cái chị thì bắt buộc phải nhổ chân răng thì mới làm 3 cái, còn đi những cái răng này chỉ bỏ 1 cái. Nếu như kiểu mà nhổ trong răng thì 3 cái là nhiều tiền không? 3 cái là 3 triệu. Còn những cái
này mà chị điều trị xong hàn lại bọc lại chỉ có một cái thôi, với cái răng trụ với cái răng đấy thì nó sẽ ổn định cho chị hơn. Mà đau lắm nè. Thế từ lúc nãy là làm chị có đau không? Không bác sĩ làm đi. Đấy, từ lúc nãy đến giờ làm cho chị có đau không? Mà chị luôn luôn là theo xu hướng là này, sợ đau. Làm nó không đau thì chị thì mọi người cứ làm, bây giờ làm mà cứ đau thì ai dám làm, thế đấy chị cũng dám làm thì nó mọi người đấy đúng không? Bọc răng rồi khá to rồi kìa. Cái hàn không được mấy à? Hàn nó không được, sau này sẽ cùng dần đi. Về mình ăn đồ cứng. Thế nhưng cái đất này cũng răng được. Thì cái đất điều trị xong thì sẽ bọc lại. Thôi cứ làm cái này, bọc cái này thì còn hai cái kia à. Trước mắt chỉ cứ tính cái điều trị đi nhá. Còn sau này điều trị xong thì chỉ muốn hàn thế nào, muốn bọc thế nào. Đây, cứ bọc cái này đi hàn, bọc cái này nè. Yeah. Còn ngay cái này còn cái này chỉ trừ nên tính sớm quá. Mình cứ có thời gian thì đã có 10-15 ngày nữa. Trước mắt chỉ phải tính rồi. Mình điều trị như đầu đá. Còn đến điều trị... Như này mà chưa không mài thì bọc được không hết, vẫn là phải mài. Tất cả các răng phải mài đi, thì nó cái khe để nó hút cái răng khác vào đấy. Cái răng cũng mài, cái này mình... Cái này đang điều trị thì chắc ổn định cho chị thôi. Đang thả lỏng nhẹ thì không phải há to đâu, thả nhẹ nhẹ, đúng rồi, thả lỏng nhẹ. Bình thường. Cứ thả lỏng bình thường thì thả mãi. Thì không đau có gì đâu nữa. Dùng cái này nó khó mà.
biết nó lỗ này. Tối thì kịp tắm mấy nữa là xuất hiện sạch đi nha. Để cho nó trong cả đêm thì nó không đau. Sáng mai thì ra phòng biết mới ở đây. Để làm gì để cảm ơn chúng ta nhé. Làm trên thì không cần biết. Tối trước khi vợ mong rằng không bị sạch sẽ đi để chống vào đêm tôi có thể chúng ta ra ngoài thì chị sẽ ổn định hơn từ cả đêm lên thì chị phải ngon nhất là nó bị đau thì sẽ ổn định được vì sao nó phát được cái dịch ra ngoài thì nó cứ ẩm ý đấy nhá. Và nó làm thế thì có thể hôm nay sẽ đi chị sơ bộ về không đau bệnh sáng mai ngày nào cũng bị nhét vào thì cứ sáng thì phải nhét vào ngày kia thì qua đây ngày kia quay lại thì băng thuốc vào thì vào đồng thời mình nhét băng thuốc vào bịt kín luôn nữa để lấy nó sắt bên trong cái răng bên trong này thì có hàng luôn là trong bên này trong hàng luôn trong cái hàng sau rồi đấy rồi nhé băng răng này mình nhét nhét nhìn thấy tao lồng lồng cái này nhìn thấy à? Không đâu, không đâu. Tao chỉ chỗ đó xem. Đây, nó răng. Cái răng này đặt trong răng được không? Đấy là điều trị mà. Nó chị không hiểu à? Răng đấy điều trị thì nghĩ lại 3 đến 4 lần. Đúng không? Nãy vừa tư vấn cho chị xong mà. Răng điều trị thì phải đi lại 3 đến 4 lần mới xong được. Chứ không thể nào đến hôm nay làm nó phát xong ngay. Nếu mà làm một lần mà xong rồi thì không có ai làm được. Được quá. Dầu. Tại vì ta có bây giờ ấy nè. Tạm một củ đấy, ta lấy tay. Không đâu, làm cái răng trên là không chưa có thuốc phần tao cũng không chạy nhất cái tay của cái tay cứ vào là sau cái tim thuốc khô không đau nữa thì khô rồi nó bị chạy nhé. Ờ, đang cúi tay
điều trị răng 1, 2, 4, 4. Rồi, hàng 3. Hàng 1, 3. Sẵn trọng cái 300 nhé. Thank you.
trì sàng nữa để mà tìm dặm để cho cái đơn sao đấy. Bảo đi bảo được chưa? Bây giờ bên đây này đang chạy mưa thì theo bác điện thoại chạy như thế này tổng pháo. Làm bao nhiêu cái rau rồi? Mình hỏi. Xin kết thúc đây nha, chào mọi người nha.